Dạ, em xin kính chào các bác tài cũng như quý khách hàng đã quay lại với kênh YouTube của ô tô Văn Xương chi nhánh Tây Ninh. Thì lời nói đầu tiên, em xin cảm ơn quý khách hàng và các bác tài xế đã tin tưởng sử dụng những dịch vụ của ô tô Văn Xương trong suốt thời gian vừa qua. Và sau đây, em xin giới thiệu với các bác một cái mẫu xe tải trung dưới 3,5 tấn phù hợp với các bác tài chạy trong thành phố và có bằng lái bằng B2. Đó là xe Isuzu NBR400 hay còn có tên gọi khác là NBR85KE4 với tải trọng là 3,490 tấn, phù hợp với các bác tài chạy trong thành phố. Xe thì được thiết kế với cabin đầu vuông với tải trọng là 3,490 tấn với 3 chỗ ngồi phù hợp với các bác tài và phụ xe ngồi trong cabin rộng rãi. Xe được thiết kế với dòng chữ của nhà máy Isuzu Nhật Bản. Đi kèm với đó là cái hệ thống đèn pha cốt cản, đèn cản và còn với đó là nhà máy đã thiết kế với cái bộ khung tem NBR400 cũng như tích hợp cái hệ thống đèn xi nhan bên hông cửa giúp cho các bác tài quan sát dễ dàng, cũng như cái hệ thống gương hai lớp rất lớn. Thì xe này thì được thiết kế với vỏ lớp trước và lớp sau đồng bộ với nhau. Xe được sử dụng cỡ lớp là của nhà máy của Yokohama 750/16 đi cùng với 6 thấp kê. Và sau đây em xin giới thiệu với bác về cái mẫu thùng xe. Xe thì hiện tại đang sử dụng với mẫu xe là thùng kính, phù hợp với các bác sử dụng chở những mặt hàng nhẹ như bia, nước ngọt hoặc là các nhà phân phối sử dụng đi phân phối. Xe về chiều dài xe được cái thiết kế với kích thước thùng là dài là 5m150, về chiều ngang thì có nó dài là 2m070, về chiều cao thì nó dài là 1m890. Sau đây em xin giới thiệu tổng quát cho các bác thấy một vòng về chiếc xe này. Xe được thiết kế đóng thùng tại ô tô Văn Xương với mẫu thùng kính rất là đẹp. Đây, sau đây em mở cái cửa cho các bác xem. Xe thùng kính hai lớp, có cửa hông đáy dày 3 ly. Như các bác cũng thấy, đây là mẫu xe với tải trọng 3,490 tấn, phù hợp với các tài có bằng lái B2 chạy trong thành phố. Sau đây em xin giới thiệu với các bác về cái khối động cơ của chiếc xe. Xe thì về khối động cơ thì xe sử dụng hệ thống phun dầu cam băng reo với 4 máy, với số loại động cơ của nó là Isuzu 4CG1E4NC với thể tích làm việc là 2.9, đi cùng với công suất là 91kW trên 2.600 vòng trên phút. Như các bác cũng thấy, đây máy rất là to, máy 2.9. Xe này thì đời 2020 thì được tích hợp là hệ thống máy lạnh theo xe, đây lốc lạnh đây, và bên đó là hệ thống gió của dàn lạnh. Xe này thì được về hệ thống hộp số thì xe được sử dụng là với là 6 số tiến
một số lùi. Vâng, sau đây em sẽ giới thiệu cho các bác về cái hệ thống cabin. Đây, các bác có thể quan sát thấy cửa xe thì được mở với một góc 90 độ, giúp cho các bác lên xuống dễ dàng. Xe thì được trang bị hệ thống cửa chỉnh điện với hệ thống táp lô của Isuzu cùng với vô lăng có chữ nổi của dòng chữ Isuzu. Về vô lăng thì xe này được sử dụng vô lăng gật gù, giúp cho các bác dễ dàng chỉnh tư thế của vô lăng. Xe là sử dụng là hộp số là 6 số tiến, một số lùi, đi cùng với hệ thống máy lạnh sẵn theo xe. Xe thì được thiết kế với 3 chỗ ngồi, ghế bọc da, để các bác thấy ghế bọc da rất là đẹp và sạch sẽ. Cabin ngồi thoải mái, rộng rãi. Về phía sau này thì nó có khoảng trống rộng để cho các bác có thể là để những cái phụ kiện phụ tùng để của xe. Đây là chỗ để nước. Thì em cũng mới vừa giới thiệu cho bác tổng quát về cái mẫu xe Isuzu NBL85KE4 này, đời 2020. Sau đây em mời các bác tham quan lại tổng quát một lần nữa về chiếc xe này. Isuzu NBL400 với tải trọng 3,490 tấn, phù hợp với góc tài chạy trong thành phố. Thì các bác có thể tham khảo xe hoặc tư vấn hoặc là lái thử xe, thì vui lòng xin liên hệ với số điện thoại 0909 039 475 hoặc 0915 142200. Em sẽ tư vấn cho các bác. Vâng, em xin cảm ơn.